chúng ta đang có à, rất nhiều bản vẽ như thế này, nhiều bản vẽ như thế này. Thông thường thì chúng ta bấm có một cách cũng khá là dùng đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái set và chúng ta sẽ quản lý tất cả mọi thứ trên đó trong cái set. À, cái chuyên đề đó mình sẽ giới thiệu cho anh em ở à, video sau nhưng mà ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái cách để à, xuất bản vẽ ra PDF một cách nhanh chóng và đơn giản hơn xếp rất là nhiều. Thì bước một thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái layout mà chúng ta muốn xuất giả sử tôi muốn chọn là là một là 2. đó chúng ta cứ chuột phải và ta chọn bonus Selected Layout. Khi đó nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái thông số giả sử đây là uh, à, uh, polish to tức là nhà uh, muốn xuất đi đâu chúng ta muốn xuất thành pdf và thông số như thế này để chúng ta lựa chọn rồi sau khi mà chúng ta đã chỉnh thông số rồi thì ta sẽ bấm in và đầu bạn về đường dẫn select để xuất cho chúng ta okay. sau khi mà xuất xong thì nó sẽ thông báo cho anh đây này cũng khá là hay khá là hay dùng như anh em mà thể hiện bản vẽ qua môi trường layout trong lúc mà chúng ta sử dụng thì có những file bản vẽ nó rất là nặng dẫn đến hiện tượng là giật lắc khiến cho anh em không thể nào mà thao tác một cách mượt mà được thì uh, sẽ có một lệnh sẽ có rất nhiều lệnh sẽ có rất nhiều cách để uh, làm giảm dung lượng bản vẽ để cho cho chúng ta thật thao tác nó mượt hơn một trong những cái lệnh đó đó là lệnh purge hay gọi là lệnh bu thì chức năng chính đó là làm sạch bản vẽ sau đây những uh, chưa những đối tượng mà chúng ta chưa đặt tên hoặc là không sử dụng uh, bao gồm cả block dimension tức là dim các layer các uh, line type và các text các test các chữ thì đã gọi lệnh này ra thì chúng ta sẽ bấm lệnh bu gọi tắt là lệnh purge và sau đó chúng ta enter cái hộp thoại nó sẽ uh, hiện lên như thế này, uh, nó sẽ hiện lên và sẽ, chúng ta nó sẽ có những cái thông những cái thông số những cái chức năng để chúng ta lựa chọn. ở đây là mình sẽ chọn và là view những item, chọn tích chọn và view item you can but những uh, hiện ra những cái đối tượng mà nó có thể bật làm xóa đi. rồi dưới đây là đối tượng À, bao gồm cả block, các layer, các group, à, vật liệu, các dim, à, rất là nhiều. Rồi dưới đây là cả hai tích thì chúng ta à, à, mình gợi ý là nên tất cả hai chọn này để nó làm cho cái lệnh nó thực hiện một cách tối ưu hơn. Rồi sau đó thì chúng ta bấm bật on, rồi nó sẽ hiện lại một cái bảng như thế này. Nó đó là nó sẽ hiện lại một cái bảng là À, bạn có muốn bật cái block D580 thì chúng ta nhắm vào bật on hay cái khác là chúng ta sẽ bấm chữ A rồi ok rồi xong giả sử mình có một cái bản vẽ nó rất là nhặn như thế này cảm giác nên rất là giật lắc thao tác nó rất là khó thì chúng ta bấm lệnh bật rồi bật on chấn A rồi Ok, đó là làm bệnh một lệnh uh, rất là hay để chúng ta giảm thiểu cái dung lượng của uh, cái bản vẽ. Um, trong lúc mà chúng ta thao tác thì uh, có một số trường hợp như sau thì uh, đa số những anh em sẽ thể hiện bên bản vẽ uh, bên môi trường layout và xuất ra pdf để in ra bản vẽ, nhưng uh, gặp một trường hợp như thế này thì uh, đó là những đối tượng, những cái bản vẽ mà chúng ta thao tác cho môi trường layout chúng ta muốn xuất ra môi trường uh, model uh, thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì chúng ta sẽ chọn những cái model đó, những cái uh, layout đó và chúng ta chọn export layout to model tích vào thì đó nó sẽ hiện ra một cái đường link để chúng ta lưu cái file uh, mà muốn xuất ra lưu, giả sử tôi lưu ở desktop desktop rồi chúng ta sẽ bấm sell rồi à, nó hiện lên đó đây là môi trường nó đã xuất bản vẽ từ môi trường Layout ra môi trường model thì một một cách rất là nhanh và tiện lợi ok hai lệnh cuối cùng mà trong hôm nay mình muốn chia sẻ đó là lệnh uh, sell on và close on thì mục đích của hai cái lệnh này đó là dùng để uh, Uh, lâu bản vẽ hàng loạt và so, và đóng các tab bạn vẽ hàng loạt thì uh, cách thao tác rất là đơn giản chúng ta sẽ khi chúng ta muốn lâu thì chúng ta sẽ bấm lệnh Save on rồi enter à, lúc đó là máy uh, phần mềm nó sẽ tự động lưu tất cả các bạn vẽ đang hiện thao tác lại cùng với đó là chúng ta sẽ có lệnh close on tức là lệnh đóng bạn vẽ hàng loạt thì chúng ta lấy lại close on enter và khi đó là nó sẽ uh, thoát ra nó sẽ uh, um, thoát các bạn vẽ hàng lọt ra và nó nó sẽ kết thúc cái uh, uh, cái file mà chúng ta đang uh, sử dụng vậy là mình đã chia sẻ xong những cái mẹo vặt hoặc là những cái thủ thuật hay mà mình đã đúc kết lại được anh em nào có những cái mèo vặt hay trong AutoCAD thì hãy để lại comment bên dưới để mình biết và cùng nhau học hỏi thêm đưa vào cái thư viện của mình. Trong clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái tip đó là thao tác với blog và các loại thường gặp để edit blog. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp sau.